một con khủng long có kích thước bằng tòa nhà 4 tầng đang tiếp cận một cây lá kim ở khu vực ngày nay là Bắc Mỹ, là một trong những loài khủng long cao nhất và lớn nhất được tìm thấy. Với chiếc cổ siêu dài của mình, ít có loài nào có thể chạm tới được nguồn thức ăn phong phú ở độ cao này. Là một trong những loài động vật lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất, chỉ cần nôn cũng đủ để giết chết bạn. Và chúng là Brachiosaurus, khủng long yêu hòa bình và nôn để tự vệ. Những gì chúng ta biết. Brachiosaurus là một chi khủng long sauropod sống ở Bắc Mỹ vào khoảng giữa đến cuối kỷ Jura, khoảng 154 đến 150 triệu năm trước. Nó được phát hiện và đặt tên bởi nhà cổ sinh vật học người Mỹ Elmer Samuel Rich vào năm 1903. Các hóa thạch được tìm thấy ở thung lũng sông phía tây Colorado, Hoa Kỳ. Tên của loài khủng long này xuất phát từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là thằn lằn cánh tay, vì chân trước của nó dài hơn chân sau, một cách thích nghi để giúp nó vươn lên cây cao. Brachiosaurus đã xuất hiện trong văn hóa đại chúng, đặc biệt là trong bộ phim Công viên Kỷ Jura năm 1993. Nghiên cứu hóa thạch. Brachiosaurus được ước tính dài khoảng 26 mét, ước tính khối lượng cơ thể nằm trong khoảng từ 33 đến 80 tấn. Nó có chiếc cổ dài không cân đối, hộp sọ nhỏ và kích thước tổng thể lớn. Những điểm trên là đặc điểm chung của loài sauropod, do Brachiosaurus có chi trước dài hơn chi sau, dẫn đến thân có độ dốc thấp dần về hai chi sau. Cấu trúc tổng thể của Brachiosaurus khá giống với hươu cao cổ ngày nay. Điều này có thể chỉ ra rằng chi trước của gã khổng lồ này chịu được phần trọng lượng cơ thể lớn hơn. Sự phân loại chính xác về các loài khủng long thời tiền sử nói chung và về Brachiosaurus nói riêng vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa các nhà khoa học thuộc giới cổ sinh vật học, nhưng rõ ràng có thể thấy loài Brachiosaurus thực sự có rất nhiều loài họ hàng và là một trong những mắt xích quan trọng trong bảng phả hệ của loài khủng long thời tiền sử. Brachiosaurus là một loài động vật ăn thực vật, nguồn thức ăn chủ yếu ở độ cao từ 12 đến 16 mét so với mặt đất. Giống như tất cả các loài khủng long sauropod khác, Brachiosaurus là loài bốn chân với hộp sọ nhỏ, cổ dài, thân to, đuôi dài, vạm vỡ và các chi dạng hình cột. Phần cổ thon dài có khoảng 13 đốt sống cổ, cổ được giữ theo một đường cong chữ S nhẹ với phần dưới và phần trên uốn cong và phần giữa thẳng. Brachiosaurus có thể là một loài động vật máu nóng. Một số mô hình hóa thạch cho thấy Brachiosaurus và các loài sauropod khác là những động vật khổng lồ cho phép chúng giữ nhiệt độ cơ thể cao. Các tính toán dựa trên lý thuyết này chỉ ra nhiệt độ cơ thể của chúng có thể lên tới 38,2 độ C. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science cho thấy Brachiosaurus có sở hữu các cơ chế hành vi, sinh học để duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định, chẳng hạn như có sự trao đổi chất thấp hơn khi trưởng thành. Theo nghiên cứu và các báo cáo mới nhất về Brachiosaurus, những con non sẽ cần khoảng 10 năm để đạt đến kích cỡ đầy đủ và phải mất thêm gần 100 năm nữa để có thể trưởng thành hoàn toàn. Từ đó, các nhà khoa học kết luận rằng ngoài việc là một trong những loài khủng long có kích thước to lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất, thì khủng long Brachiosaurus còn là một trong những loài khủng long sống thọ nhất. Các bạn thấy sao? Chúng tôi đọc đoạn này, thấy nó có vấn đề gì đó phải không nhỉ? Một điều đặc biệt là Brachiosaurus là những loài họ hàng gần với chúng đều mang một đặc điểm hộp sọ rất dễ bị tách ra khỏi cơ thể bởi không có sự liên kết chặt chẽ giữa xương sọ và khung xương cơ thể. Sau khi mất và bị chôn vùi, do nhiều nguyên do mà lý do chủ yếu nhất đó chính là sự xói mòn tự nhiên của môi trường làm cho hộp sọ của chúng đã bị tách ra và cuốn trôi đến nơi khác. Đặc điểm sinh học. Từng có thời điểm nhiều nhà khoa học tin rằng do Brachiosaurus có kích thước cơ thể cùng trọng lượng quá lớn nên không thể chịu được trọng lượng toàn bộ cơ thể khi di chuyển trên nền đất, thay vào đó sẽ sống một phần chìm trong nước. Nhưng điều này có thể không chính xác vì một số lý do. Sauropod có các túi chứa đầy không khí bên trong cơ thể, điều này sẽ khiến chúng nổi và không ổn định nếu chúng đi vào vùng nước sâu. Thay vào đó, Brachiosaurus là một loài khủng long sống hoàn toàn trên đất liền và thậm chí chúng chỉ có thể thích nghi ở khu vực đồng bằng vì chúng có kích thước quá cao lớn, không phù hợp với việc di chuyển ở những nơi có địa hình khó khăn như đồi núi.
Tư thế cổ của Brachiosaurus khá giống với hươu cao cổ ngày nay do chiếc cổ rất dài và nặng cùng với việc chi trước dài hơn chi sau. Hơn nữa, tư thế như vậy sẽ cần ít năng lượng hơn khi so sánh với hầu hết các tư thế khác. Với đầu ngẩng cao trên tim có thể đã gây căng thẳng cho hệ thống tim mạch. Người ta ước tính rằng trái tim của Brachiosaurus sẽ phải bơm huyết áp gấp đôi hươu cao cổ để đến não, và để đảm nhận tốt nhiệm vụ này, tim có thể nặng đến 400 kg. Loài khủng long yêu hòa bình. Vào thời điểm cuối kỷ Jura, Brachiosaurus không phải là loài khủng long duy nhất sinh sống tại các vùng đồng bằng ngập nước ở vùng Bắc Mỹ. Chúng đã sinh sống hòa bình với các loài khủng long khác, đặc biệt là các loài khủng long ăn thực vật bằng cách chỉ tìm kiếm nguồn thức ăn ở những nhánh cây cao nhờ lợi thế thân hình to lớn và chiếc cổ dài. Còn các bụi rậm và các nhánh cây thấp sẽ thuộc về những loài khủng long ăn thực vật có hình dáng thấp hơn khác. Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng dẫn đến việc các loài khủng long ăn thực vật khác nhau đã chung sống hòa bình là nhờ hệ tầng sinh thái đa dạng tạo nên nguồn thức ăn dồi dào đủ cho tất cả các loài này. Cách chúng tự vệ. Brachiosaurus rất có thể đã tự vệ bằng cách dùng đuôi hoặc chân đập những kẻ săn mồi vì nó không có cách nào khác để tự vệ. Tuy nhiên, về mặt cấu trúc cơ thể thông qua những hóa thạch đã từng được phát hiện, đuôi của loài này ngắn và nhỏ hơn so với toàn bộ cơ thể. Do đó, lực sinh ra từ những cú đập đuôi sẽ không quá lớn. Bởi vậy, việc tự vệ bằng cách quật đuôi có thể sẽ làm mất thăng bằng. Vì chiếc cổ của nó quá khổ, sự chính xác và độ linh hoạt của cổ vẫn còn đang được tranh luận. Do đó, việc chúng dựng đứng cơ thể lên để đập hai chân trước vào kẻ săn mồi sẽ vô cùng khó khăn và cũng không khả thi cho lắm. Do vậy, nhiều người cho rằng vì cơ thể của Brachiosaurus quá to lớn nên có khả năng rằng những kẻ săn mồi sẽ bỏ qua chúng mà chọn những loài khủng long có kích thước nhỏ bé hơn. Tuy nhiên, điều này có vẻ khá vô lý bởi khi nhìn vào hệ sinh thái ngày nay, tất cả mọi loài đều sở hữu cách phòng thủ riêng. Đến loài voi đồng cỏ châu Phi cũng có cơ chế phòng thủ đặc biệt mà không phải chỉ dựa vào mỗi yếu tố kích thước lớn. Bởi vậy, nhiều người đã đặt ra một giả thuyết rằng loài này đã tận dụng kích thước khổng lồ và cái cổ dài của mình để tạo ra các bãi nôn với mục đích phòng thủ. Hãy giả sử rằng một con Brachiosaurus có chiều cao tính tới miệng là 14m và bãi nôn của chúng có trọng lượng khoảng 50kg. Lúc đó, dưới các áp lực được tạo ra từ bên trong cơ thể cùng với chiều cao 14m, các nhà khoa học có thể tính toán được rằng lực sinh ra từ những bãi nôn như vậy của loài khủng long này sẽ đạt khoảng 68.600N, tương đương với 7 tấn. Và điều này là quá đủ để có thể giết được bạn hay nghiền nát xương của những con khủng long ăn thịt cỡ nhỏ, đủ để gây thương tích đối với những loài khủng long ăn thịt cỡ trung và cỡ lớn. Theo các bạn thì cách phòng thủ như thế này như thế nào? Hãy comment cho chúng mình biết nhé! Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay và mình cũng xin phép được khép lại số đầu tiên nói về Brachiosaurus. Hy vọng qua video này giúp bạn hiểu thêm về loài khủng long thú vị này. Tập thể Untrexshare xin chân thành cảm ơn tất cả sự quan tâm theo dõi của các bạn. Nếu video này hữu ích, hãy cho chúng mình một like, một subscribe để đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.